bình tinh đòi đối chất với cháu Phụ Linh, tố bị chơi xấu. Hồng Loan Vũ Luân tuyên bố sốc sau họp báo. Sau khi Vũ Linh qua đời, mẹ con ca sĩ Hồng Phượng và Hồng Loan xảy ra tranh chấp đối với tài sản thừa kế và các vấn đề khác như hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện, kế hoạch xây mộ, hợp đồng truyền thông trong đám ma. Chiều ngày 16 tháng 6, ca sĩ Hồng Phượng tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông, chính thức phát ngôn về những ồn ào liên quan đến mâu thuẫn gia đình những ngày qua. Đáng chú ý, khi chia sẻ về hợp đồng truyền thông với BH Media trong đám tang, Hồng Phượng nói đây là cách để mình bảo vệ hình ảnh cho nghệ sĩ Vũ Linh. Ban đầu cô từng từ chối, nhưng sau đó nhận lời phía đơn vị truyền thông khi đã hỏi ý kiến của Bình Tinh và chị Nga, trợ lý của nghệ sĩ. Các clip trong đám tang sẽ đăng lên các kênh video cải lương của đơn vị truyền thông như một sự kỷ niệm cho khán giả sau này. Nhiều người bảo tôi ký hợp đồng truyền thông là ăn tiền trên xác của cậu. Họ gắn cho tôi những tội danh quá khủng khiếp. Ngay cả những hình ảnh cuối đời cậu bệnh không đẹp, tôi không còn đăng thì tại sao phải làm thế? Tôi không đăng tải điều gì gây bất lợi cho gia đình, cho hương linh của cậu Nam Vũ Linh, cô nói. Luật sư Nguyễn Quốc Cường, người đại diện pháp lý của Hồng Phượng, cho biết nữ ca sĩ là người thân ruột thịt với cố nghệ sĩ Vũ Linh. Do đó, việc giao kết hợp đồng hoàn toàn phù hợp về mặt pháp lý. Tuy nhiên, do vụ lùm xùm khiến Hồng Phượng tạm ngưng nhận tiền doanh thu từ hợp đồng của BH Media, cô đang cân nhắc việc có nên kết thúc hợp đồng hay không. Là người được nhắc tên trong câu chuyện, Bình Tinh, một trong số những người con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh, đã bức xúc lên tiếng, réo thẳng tên Hồng Phượng vì lời chia sẻ chưa đúng sự thật. Cụ thể, trưởng đoàn Huỳnh Long viết, chị cần sự giải thích rõ ràng của em nha Hồng Phượng. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, dòng trạng thái này bất ngờ biến mất. Thay vào đó, Bình Tinh đã đăng dòng trạng thái mới. Ba ơi, con luôn nghĩ đến ba, xóa dòng trạng thái không phải vì sợ bất cứ điều gì. Con đã nhận được lời giải thích và con mong rằng Hồng Phượng cùng các báo sẽ giúp con rõ ràng. Khi con không dính dáng trong vấn đề BH, con là tem Vũ Linh mãi mãi. Phía dưới bài viết, Bình Tinh cũng cho biết tài khoản cá nhân của cô bị kẻ xấu đột nhập, tuy nhiên cô đã giải quyết ổn thỏa. Ngoài Bình Tinh, Vũ Luân cũng được Hồng Phượng nhắc tên trong buổi họp báo. Nữ ca sĩ tiết lộ khi ký kết hợp đồng, cô hoàn toàn không biết việc những đoạn video đó cũng được phát truyền tiếp trên kênh YouTube của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Thời điểm đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân thậm chí còn nói cảm ơn ba phù hộ vì nhận được lượng tương tác lớn trên kênh, Hồng Phượng kể. Ngày 24 tháng 3, anh Vũ Luân hẹn gia đình tôi đi ăn. Anh nói lý do vì trong đám tang chưa tâm sự được nhiều. Tuy nhiên khi gặp, anh vui mừng kể kênh YouTube của mình đang tương tác rất tốt. Tôi hỏi có kiếm được nhiều tiền không, thì anh trả lời cũng được em. Lúc này tôi mới coi như cậu phù hộ cho anh, như vậy là quá tốt rồi. Sau đó mọi thứ diễn ra bình thường. Tới ngày 4 tháng 4, anh Luân có nhắn tin với tôi khá gay gắt và muốn tôi lên tiếng đính chính. Thời điểm đó, anh bị soạn giả Văn Tiên cùng một số người đăng bài về việc kinh doanh ở đám tang cậu. Tuy nhiên tôi có nói đó là việc của anh và phía BH Media, tôi hoàn toàn không liên quan. Khi ký kết hợp đồng với BH Media, tôi không hề biết sẽ được truyền tiếp trên kênh YouTube của anh Luân. Hồng Phượng cũng cho biết kênh YouTube của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân được lập ra suốt 3 năm, nhưng chỉ có hơn 40.000 người theo dõi. Tuy nhiên sau đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh, anh đã nhận được nút bạc vì số người theo dõi đã hơn 114.000 người. Việc này không hề đem thiệt hại gì cho anh Luân. Tuy nhiên giờ anh ấy đã nói do tôi, nếu không do tôi thì anh ấy có được như thế này không? Hồng Phượng nói thêm. Ngay sau khi chia sẻ của Hồng Phượng, Vũ Luân đăng tải đúng một từ nhạc. Còn con gái Vũ Linh thì tỏ rõ thái độ khi ẩn ý. Sao kê rõ là được, những chuyện khác không cần thiết.